Sau gần 3 năm thực hiện, được sự hỗ trợ của Quỹ Châu Á, Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Úc, Hiệp hội Thương mại Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam Vietcraft đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống hợp chuẩn và chuẩn đoán hợp chuẩn trực tiếp cho các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Tại hội thảo tổng kết hợp chuẩn cho doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ vừa được tổ chức, đại diện Quỹ Châu Á đã cho biết ở Việt Nam hiện nay chỉ có 73% doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ hiểu về các quy định hợp chuẩn hầu hết các doanh nghiệp biết các quy định hợp chuẩn từ khách hàng, số còn lại biết từ các doanh nghiệp khác và thông qua các khóa đào tạo. Trước thực trạng đó, Quỹ Châu Á đã tiến hành dự án hợp chuẩn cho ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam do Chính phủ Úc tài trợ trong 3 năm 2014-2017. Dự án do Hiệp hội xuất khẩu thủ công mỹ nghệ Việt Nam Vietcraft triển khai nhằm xác định nhu cầu hợp chuẩn của doanh nghiệp Việt Nam, tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện hợp chuẩn, xây dựng tiêu chuẩn hợp chuẩn với ngành thủ công mỹ nghệ, vận hành trang web hợp chuẩn Việt Nam craft .vn, phát hành cẩm nang hợp chuẩn, vân vân. Để việc hợp chuẩn được triển khai đồng bộ, Việt cho biết sẽ tiếp tục tổ chức đánh giá hợp chuẩn để tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng tài liệu và hồ sơ, liên kết nhà cung cấp để có thể sử dụng chung chứng chỉ cho nhiều nhà cung cấp, thúc đẩy xúc tiến thương mại, ưu tiên giới thiệu các doanh nghiệp hợp chuẩn cho khách hàng trong và ngoài nước.